cho về cầu Noi bây giờ thế này. Hình như là kẹt lên đi sao lại ra vẫn hay hay. Cái tem đâu không mày? Đâu? Tem bên đấy không quan trọng. Quan trọng là bên này. Quay đầu lại mà lấy tem thôi. Thiếu tem. Thiếu tem. Nhà sản xuất có tem. Mình không thiếu tem mà. Mười giây được không? Lan em à, khổ thật. Alo, âm này chắc là âm hơn cái kia đấy. Chắc chắn. Chắc là thôi. Con này mà với Huy là dáng đẹp nhỉ. Đẹp, ăn một cao có chơi xấu đâu. Đẹp rồi. Ngon. Nó mặc cái quần què thì tao cũng thấy đẹp luôn. Ngon, ngọt. Người ta gọi ngọt từ xương. Con béo béo đen đen đây lấy chồng chưa? Chồng rồi. Đang có bầu đúng không? Con đấy bằng tuổi em ấy. Con Thảo ấy, con béo béo đen đen mà chị hay bảo con Thảo đấy. Đấy, bọn con đấy đang có bầu ấy thầy. Con đấy con Thần Điền. Hả? Thần Điền. Điền. Thần bóng tối. Đen làm gì? À. Đen mà duyên nhá. Đen mà cưới là cực duyên luôn nhá. Đừng có khinh đen đâu. Chẳng thấy duyên cái điểm nào. Trường con thì bắt chuối. Mày. Con đấy mà tính trên thang điểm sinh thì khéo nó đi mẹ mày. Không được điểm. Có điểm nào là sinh? Mắt sinh, môi sinh hay? Mắt này sinh à? Mắt thôi, nó lấy đôi mắt của nó thôi. Sao chị nó bé bé mà sao nó to nhỉ? Làm gì không con nó ở gì nữa bác chị sinh con nhiều trắng trẻo thân hình gầy gầy. Ừ, con gầy gầy mà mày bảo hấp dâm mấy chục triệu đấy. Không. Gì mày con này à, thế thì là bạn chơi cùng con đấy đúng không, hay đi cùng con đấy. Ừ, bạn chơi cùng con đấy thì không biết đâu vấn đề cho con này nhá. Không, xinh trắng hơn. Trắng hơn chưa mở ra chưa biết đen hay không để ý mà. Rồi nó mặc áo crop top hở bụng suốt nha, nhưng mà điệu hơn con này nha. Chờ về con mông cong đít cong đấy nha.
mấy thầy.